chào bạn và chào mừng các bạn đã đến với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những thông tin trong ngày. Em bé bị nghi ngờ là búp bê vì vẻ ngoài quá đáng yêu. Những nhóc tì đáng yêu luôn tạo được niềm thiện cảm với những người xung quanh, còn với các ông bố bà mẹ thì luôn cho con mình là nhất. Nhiều người luôn muốn bảo vệ con khỏi mạng xã hội nên hạn chế đăng hình ảnh. Nhưng nhiều bố mẹ lại thích đăng hình con để khoe với cả thế giới, đó cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, trường hợp khoe con của bà mẹ Thái Lan dưới đây lại khiến cho mọi việc trở nên khá là rắc rối khi người mẹ này đăng tải hình ảnh của con gái đáng yêu với đôi mắt to tròn đen láy y hệt như búp bê cùng vẻ ngoài xinh xắn đã ngay lập tức gây sốt mạng xã hội. Không ít người suýt xoa trầm trồ trước vẻ đẹp của cô bé và ao ước mình có thể sinh được một em bé đáng yêu như vậy. Nhưng bên cạnh đó, không ít người tỏ ra nghi ngờ rằng hình ảnh cô bé có phần không thật, có thể đã bị chỉnh sửa hoặc là bà mẹ này đã chụp một con búp bê. Trước những bình luận trái chiều của cộng đồng mạng, người mẹ này đã phải lên tiếng thanh minh và quyết định đăng ảnh của mình và người thân trong gia đình khẳng định cô bé là con gái của mình. Cô bé còn có hai người anh trai cũng sở hữu đôi mắt đặc biệt và gương mặt thu hút. Những bức hình của gia đình đã chứng minh cô bé rất giống mẹ và anh trai, thậm chí còn lấy hết nét đẹp của bố mẹ. Cư dân mạng còn dành nhiều lời khen có cánh cho người mẹ. Đúng là con đã thừa hưởng những nét đẹp tuyệt vời của cô. Đó là đôi mắt to, sống mũi cao và gương mặt cân đối. Và cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News. Và các bạn hãy nhớ rằng ấn like và ấn theo chúng mình nhé. Và bọn mình cũng có thêm một kênh TikTok nữa, bọn mình sẽ để link ngay bên dưới thôi. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn. Bye bye.